Thưa quý vị, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua tỉnh Long An. Khi một chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân đã đâm vào đuôi xe tải chở bê tông, khiến cho 3 người chết và 2 người bị thương. Tại hiện trường, xe cứu thương biến dạng, nhiều kim tiêm, bình oxy, các vật dụng trên xe và máu vương vãi khắp mặt đường. Chiếc xe tải chở bê tông chỉ chảy xước nhẹ phía sau đuôi. Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Nhật Tân do tài xế Trần Minh Hiếu chở bệnh nhân Bùi Tuấn Vũ từ Châu Đốc, An Giang lên Thành phố Hồ Chí Minh. Khi chạy trên cao tốc Trung Lương qua địa phận Bến Lức, Long An, cách trạm thu phí cao tốc đầu Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 9 km, xe bất ngờ đâm thẳng vào đuôi ô tô tải chở 12 trụ bê tông. Tài xế Hiếu cùng nữ điều dưỡng Lâm Thị Lan, 61 tuổi và một người đàn ông khoảng 40 tuổi chết tại chỗ. Bệnh nhân Vũ và anh trai bị thương nặng kẹt bên trong, được mọi người xung quanh đưa ra ngoài đi cấp cứu.